Chỉ kỳ không thể làm sao mà An Chi như mệnh đáng tiếc mà chờ. Hồng Trần chỉ là khách qua đường, ngay cả mình vận mệnh cũng không từng khám phá thật đáng buồn. Mộ tiên sinh vì sao không đi cùng tộc ta? Là không quen hay là thô sơ tập tục sao? Cũng không phải là như thế. Quý tộc từ lúc mở ra phương thức mới, quả thực khiến người cảm giác mới mẻ đặc sắc, chỉ là ta sinh ra cô độc, yêu thích an bình thôi, cùng quý tộc không muốn tiếp xúc nhiều, chờ một người sáng tạo lại càng khó. Đương nhiên là sáng tạo rất khó, chưa từng có cần mở chương mới học bản thân tìm tòi, không ngừng thay đổi, nhưng về bắt trước lại không giống, bắt trước chỉ cần học theo tiền nhân. Liền có thể cũng thể so sánh một phương, vậy ngươi cảm thấy tổng hợp phía dưới là sáng tạo tốt hơn hay là bắt trước tốt hơn? Có lợi có hại, sáng tạo đại biểu ngươi có thể không có nhược điểm, cái này độc thuộc về mình. Cũng có thể không có đến cho nên, bắt trước trung quy là là đi con đường của tiền nhân thôi, dù là đạp trên cuối đường cũng bất quá là dẫm nên vết xe đổ. Nhưng bắt trước ý sáng tạo khó, nhưng còn có một loại phương thức. Ngươi nói xem. Có thể tham khảo. Mượn con đường người khác mà đi lên. Ha 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 Kiến thức ta thật quá mức nhỏ hẹp. Không trần phồn hoa sao không tiêu xài đi một chuyến. Quá mức cực đoan ngược lại hoàn toàn phản tác dụng. Không tệ. Tốt một cầu mượn người khác con đường đi tự mình biết. Khiến ta lại mở mang thêm đầu óc Ta chưa từng đến giúp tiên sinh. Là tiên sinh ngộ tính siêu nhiên thôi. Ha 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 <laughs> ha ngon ngon lại nói quá rồi. Chúa tể tất cả vạn vật mộ trường thanh. Thế mà như vậy vẫn lạc. Người có biết nguyên nhân không? Tu hành bất quá là một loại lựa chọn thôi. Nếu ngươi đủ cường đại, nhân niệm liền có thể vĩnh hằng. Tu sở ta mà nói không có chút nào ý nghĩa. Sinh tử luân hồi cũng là pháp. Ta sẽ chết đi cũng sẽ khôi phục. Thế gian này quá mức phức tạp. Ngươi không hiểu cũng không cần nhiều lời. Tiên sinh sở cầu ta tự nhiên không dám tùy ý phỏng đoán. Ta cũng không hiểu lắm. Chỉ nguyện tiên sinh còn sống liền đã đầy đủ. Hỏi thế gian tình là gì? Chớ nghĩ ngươi không nên chấp nhất nơi này, mà lại nhìn về phía càng xa tương lai. Thế giới này quá nhỏ, nhỏ trong ngày mắt có thể diệt. Ta không rõ, ta cũng không nghĩ minh bạch. Tính toán sau đo qua nhiều cuối cùng tồn tại đều có nhân quả. Bây giờ ta vì phạm nhân tuân thủ phàm trần quy tắc mới có thể khám phá sáng tạo nguồn gốc. Hôm nay ta ban cho người tầm pháp có thể siêu thoát hết thảy trói buộc chi pháp. Tiên sinh người rốt cuộc là ai? Phàm nhân, tiên nhân hay là đã thoát ra ngoài tầm hiểu biết? siêu thoát trời tồn tại sao chớ phải chấp nhất đại đạo rực rỡ đọc sắc tuyệt luân hướng về phía trước nhìn và đi ngươi sẽ trước. tìm đến chính mình đạo tiên sinh đây là cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao tất cả đều tại ý ở ngươi con đường do người chọn hy vọng người cũng không phải là ngu xuẩn nếu không liền lãng phí sáng thế khởi nguyên cái thứ nhất cần hiểu được mình cần gì 80 năm sau đại hoàng thế giới xuất hiện một tuyệt thế nữ tiên, kinh khủng đến cực điểm, xưng bá đại hoàng, chỉ biết trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản một kiếm, uy danh hiền hách khiến thiên hạ các cường giả phải kính sợ, mà đại mạc tộc bởi vì mục trường khanh, ngắn ngủi 130 trở tuế nguyệt, trở thành đại hoàng đệ nhất thế giới thế lực, toàn bộ đại mạc tộc phương viên ước vạn dạm đều về trưởng khống. Tiên sinh vì sao không cho ta giúp ngài kéo dài tuổi thọ, ta thay ngài tìm tới thế gian chân quý nhất chi bảo. Giúp ngài sống thêm ngàn năm tuế nguyệt tử vong cũng là khởi đầu mới ngươi cần gì phải chấp nhất nơi này hà cầu đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là chưa từng tìm được chính mình quả thực làm ta thất vọng rời đi đi thế giới này quá nhỏ có được ta ban cho người chi pháp ngươi có thể bước vào đại đạo tìm ra đạo thuộc về mình để ta tiễn tiên sinh đoạn đường cuối cùng liền rời đi tiên sinh ngài chết sống có số vận mệnh vô thường các ngươi suy nghĩ ta cũng nên rõ thịnh suy bất quá là trạng thái bình giống thường. như khói lửa có được vinh quang một thời sau liền sẽ nhanh chóng tàn lụi ha 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 anh không ta không muốn ngài rời đi như vậy tiên sinh chính là siêu thế thần sao lại chết đi đối với ngoại giới mục trường khanh đúng là khắc ám đầu nguồn mọi việc lớn nhất ác mộng tồn tại đối với đại hoang thế giới ma pháp thời đại lại phảng phất thánh nhân tục tiết trật tự hoàn thiện đại đạo phát tắc sáng tạo pháp chuyển thế công lao chi đều có thể gọi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sau 3 ngày mục trường khanh được trốn cất tại đại mạc tộc lực cản mà mạc y thì triệt để không thể chấp nhận rời đi phiêu bạc khắp thế giới rời đi tự nhiên không phải tiến vào hư vô mà là bước vào con đường tu hành đại đạo mang theo quyết tâm tu hành mở ra độc đạo thuộc về mình lạc lão tổ chưa từng rời đi phiêu bạc thế giới nếu như thế đối đại mạc tộc ta sẽ thất thủ cây cỏ mọc thành rừng phong bế thôi chi đây là vạn cổ không thay đổi chân từ lý từ khi tiên sinh mất đi lão tổ rời đi không lâu bọn hắn liền bắt đầu nhìn chằm chằm một mực tại ký thác tộc ta nếu không phải tiên sinh sáng thế chuyển hoàn đạo hoàn thiện thiên địa pháp tắc bọn hắn làm sao có thể bước vào phàm trần tuyệt địa làm sao có thể thành tựu hồng trần tiên chi Một đám nuôi không quen bạch nhãn lang thôi đại trần không ăn được nên như thế nào như thế nào giết đại mạc tộc ta tại uy mặc quật khởi há lại sẽ kiên kỵ bọn hắn cùng lắm thì cái chết lời rách Ha 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 ha. Anh ha 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 ha. Cả chết lưới rách, người đại mạc tộc tất cả hồng trần tiên đều sẽ vẫn lạc. Như thế nào cả chết lưới rách, thật là buồn cười. Các người giao ra tiên sinh di vật, có thể để đại mạc tộc các người hương hòa bất diệt. Hỗn trướng các người vội như thế không chờ đợi nổi sao. Lại cho các người một cơ hội, giao ra tiên sinh di vật, chúng ta cũng đã từng có giao hữu. Cho đại mạc tộc một cơ hội. Ha 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 ha. Tiên sinh định vị không có để cái gì gọi di vật, mà cản chi mưu đồ, sợ các người sẽ hóa thành công dã tràng. Nếu đã vậy, chỉ có con đường chết. Các người cũng chỉ có vậy. Đi thôi. Tìm kiếm toàn bộ đại mạc tổ địa. Tiên sinh trôn tại đây. Tất nhiên tồn tại đột phá này phương thiên địa nguyên cơ. Bước vào cấp bậc cao hơn vệ miện trì pháp. Đáng chết đến cùng trôn ở nơi nào vì sao chúng ta không cách nào tìm được thủ đoạn của hắn của nhiên đáng sợ có lẽ hắn đột phá thiên giới thoát cốc rời đi đến nay đã bước vào cấp bậc cao hơn nếu không chúng ta vì sao không cách nào tìm được tiên sinh cổ vật hư chính là bởi vì như thế chúng ta chọn liên thủ diệt mộ tộc tìm được tiên sinh cổ mộ chớ một có thể rời đi này thiên địa cũng như là tiên sinh nhiều cơ tính. tiên sinh chính là siêu cường giả cũng như sẽ lưu lại vô thượng trí cao pháp vì sao không cách nào tìm được chẳng lẽ cổ mộ tiên sinh cũng không ở chỗ này Vĩnh hằng như thế nào gọi vĩnh hằng, vĩnh hằng chân chính vĩnh hằng biến mọi việc thành vô địch. Lúc này Mục Trường Khanh lần nữa hoàn thành thuê biến, có được chính mình cảm mộ sáng tạo pháp khởi nguyên, lại triệt để đánh vỡ quy tắc tổ viên thống trị, thành chân chính tổ viên mới, giờ phút này hắn biết rõ về tổ viên, hắn cũng minh bạch đối thủ chân chính tuyệt không phải chỉ là bài đại tổ thần, mà là bí ẩn trong tổ viên. Sinh linh chi thật sớm đã không cách nào tính toán trời, nguyên lai đây mới thật sự là thiên táng thiên châu. Tàng cung không phải là chỉ là hồng mông thiên đạo, mà là chưa thế chi trời, khởi nguyên chi trời, chi địa tổ nguyên. Tìm tới ngươi, từng gầy chấm dứt đã từng nhân của đi. Thật đúng là cái nơi tốt. Lại lựa chọn một phương càng cường đại hơn kinh khủng vũ trụ, đem nguyên bản nhân của vận mệnh thay vào đó, tiếp tục mưu đồ bước ra đường trí tức tiến đi. Của nhiên mà tương đương ta đồng xuất một phương đại thế, cũng không phải hạng đơn giản chạch 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 vô số đại vũ trụ trung điệp trưởng khống này phương thiên địa vận mệnh cùng nhân của quả. quả thực là lựa chọn không sai đáng tiếc đối địch với ta mà chờ nhất định chết hiểu tại tu hành trên đại đạo là ai dám can đảm xâm nhập thế giới của ta đa nguyên vũ trụ hồng mông thiên đạo cũng không tệ lắm không tệ hắn đã trở nên cường đại rất nhiều không biết là vị tổ thần đại nhân dáng lâm không có từ xa tiếp đó thật là có tội Tổ thần, xem ra các người cũng biết được chi địa tổ viên tồn tại. Bất quá ta cũng không phải là trong miệng ngươi cái gọi là tổ Để thần. Để nhân của vận mệnh ra, nếu ta tâm tình tốt, có lẽ có thể cấp cho các người một cơ hội cái thần phục ta. Ha ha, người cũng không phải là tổ thần. Sao có tư cách? Một đống con kiến hôi, sao có tư cách cùng ta bàn điều kiện nhân của vận mệnh? Làm gì lại trốn trốn tránh tránh, vô tận tuế nguyệt mà chờ như cũ hắc ám. Như thế khiết đảm, như thế tâm cảnh, như thế nào siêu thoát ngươi đến cùng là ai? ngươi đang tìm kiếm nhân của vận mệnh. bọn hắn cùng ngươi có ân oán, nhưng chúng ta không quan hệ. cùng ta thiên địa không quan hệ. vì sao muốn ra tay với ta? xuất thủ, ngươi sao có tư cách đáng để ta xuất ta thủ? ta bất quá là tới nơi đây, chấm dứt một chút chuyện xưa ân oán thôi. hủy diện này phương thiên địa, đối ta mà nói bất quá thuận tay mà thôi. đáng chết bởi vì cổ vận mệnh còn không xuất hiện. chấm dứt ân oán giữa các ngươi. vì sao muốn chạm diện chúng ta? thiên địa hỏi vũ vô luận ngươi trốn hướng nơi nào đều vô dụng chỉ là vùng vẫy trước khi chết trấn thủ nơi đây là một vị tổ thần đang ngủ say ngươi lại dám can đảm chảm diệt ta hắn sẽ thức tỉnh và hủy diệt ngươi trạch 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 tổ thần à quá nhiều năm tháng không biết đạo tổ thần gặp chắc trở ra hỏa phải chăng thật vực. chờ mong lần gặp lại hắn có hay không còn có thể còn sống rồi Bắt đi. bất quá ta cũng có chút hiếu kỳ ngủ say nơi đây tổ thần là ai dù sao mấy người bọn họ lúc trước hợp lực ra tay với ta đây cũng là ân oán cuối cùng cần chấm dứt Ngươi đến cùng là ai? Vì sao ta chưa từng nghe nói ngươi chi danh? Cái này ta cũng nhớ không rõ. Có lẽ vạn cổ tuế nguyệt lại có lẽ ước vạn cổ tuế nguyệt quá lâu. Dù sao tuế nguyệt đối ta mà nói không có ý nghĩa. Sâu kiến trung quy là sâu Cho người cơ hội cũng không còn dùng được. Nhân của vận mệnh mà chờ lại gặp trốn hướng nơi nào. Mọi việc có biết. Tiến về tổ viện binh. Ta vì tổ viện binh mà chờ cần gì phải lo sợ đâu. Táng địa bây giờ người đã bước vào bước tiền mới, cần gì phải lại so đo chuyện quá khứ. Tổ viên đối với ngươi mà nói, chúng ta bất quá là sâu kiến thôi. Táng địa chúng ta nguyện ý thần phục. Thần phục, chỉ như các ngươi lời nói các người bất quá là sâu kiến thôi, lưu lại có ích lợi gì. Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì thành toàn các ngươi nguyện vọng, nếu là cố nhân như vậy tàn lụi xác thực đáng tiếc. Không bằng hóa thành chân chính nhân của vận mệnh, ban cho mà chờ đời đời bất hủ, hả không diệu quá thay, ban cho mà chờ, ta thế giới nhất là cực hạn mẫn cảm chi lực. Đường Đường mộ trường khanh lòng dạ càng như thể nhỏ hẹp hòi, quả thực khiến người khách chê cười. Tới rồi sao có chút chờ mong? Trường thanh ta chờ ngươi quá lâu. Ngươi biết được ta sẽ đến, có tới hay không, cũng không người quan tới hay không là chú định sao? Không, đến không chờ cấp độ này, hết thảy đều là không, Đường không biết hóa thành hiện thực liền đã biết. Cho nên không có cái gọi là thiên quyết định, chỉ là ngươi, ta tại trường khống tự thân tương lai. Ngươi cảm thấy thế nào? nói có lý nhưng ngươi bỏ mặc nhân của vận mệnh tiến vào lĩnh vực của mình chẳng lẽ không phải đang cố ý quấy nhiễu tương lai sao ha 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 có phải thế hay không ngươi cho rằng là một câu nói của ngươi là đúng ngươi cho rằng ta phải vì thiên hạ làm gì chấp nhất nơi này hiện thế nhân của vận mệnh chính là người sáng tạo khó trách như thế cho nên ngươi dẫn ta đến đây mục đích vì sao để cho ta táng diệt ngươi đánh ngươi bất tử bất diệt vĩnh hằng bất hủ là tương lai của ngươi ta không cách nào khám phá chỉ có thể dùng phương pháp này dẫn người đến đây cũng coi là một loại đánh cược cực người sẽ kết cứu thế ân oán tiếp tục yêu sống quá nhiều tuế nguyệt hơi có vẻ không thú vị người xuất hiện đánh vợ cân bằng đánh vỡ quy tắc người quá mức không giống bình thường người thần biến này thật đáng sợ đáng sợ khiến ngũ đẳng phải nhún nhường bọn hắn đang đổi tìm siêu thoát ngũ đẳng cũng là như thế anh phạm nhân gặp siêu thoát sinh ra đại thế sinh ra nhân của vận mệnh ra đại đạo sinh ra quy tắc trật tự sinh ra tuế nguyệt vĩnh hằng có thể không chờ tới tại mỗi giờ mỗi không pháp. còn tìm kiếm đồng dạng siêu thoát chỉ pháp siêu thoát các người cấp độ này không cần siêu thoát tự thân liền vạn vật khởi nguyên sáng thế chúng sinh hết thảy siêu thoát vốn là các người sáng tạo làm sao đến siêu thoát nói chuyện không 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 ngươi hẳn là chưa rõ ngũ đẳng cái gọi là siêu thoát là vật gì chân ý tổ viên mới là chân chính vạn vật khởi nguyên ngũ đẳng mặc dù cường đại có được ngang nhau lực lượng nhưng cuối cùng vẫn là nhận trói buộc cuối cùng không thể hóa thành chân chính mọi việc chi trời ngươi hiểu chưa ngươi có lẽ sắp bước ra một bước kia ngươi mới là duy nhất siêu thoát chỉ pháp ngũ đẳng tại ký thác ngươi cũng tại đề phòng lẫn nhau rơi vào đường cùng ta đành phải lựa chọn phương pháp này bởi vì ngươi xuất hiện ngươi tại thôi diễn vô tri chân thân sao kỳ thật không cần phiền toái như vậy thân là không chờ tán thành đối thủ duy nhất hậu thế sinh tên siêu thoát giả ngươi có tư cách biết được vô chi minh nhớ kỹ vô danh linh tổ thần linh linh không tệ xưng hào đã từng có cái gọi linh tổ cố nhân cùng ngươi hẳn là có chút quan hệ đáng tiếc cố nhân tàn lụi rất là tiếc nuối chỉ có thể nhớ lại linh tổ thứ đồ gì cũng xứng ánh ngang với ta bất quá là tiện tay sáng tạo sâu kiến thôi trường khanh thôn phệ ngươi không liền có thể có chân chính thần biến thay thế sức mạnh tổ viên thành tựu duy nhất chỉ cao trường khống mọi việc hết thảy cho dù là cái khác tổ thần cũng không thể không thần phục không thần phục dưới chân Trường Khanh không thôn phệ ngươi liền có thể chân chính siêu thoát. Có đúng không? Hay ta thôn phệ các người vô tận, mất hết hiện? mọi cường địch, cũng là ta chi chi cầu. Ta cũng chờ mong lâu nay. Người đã bước vào nửa bước thần biến. Không, còn kém một điểm. Không thể lại để cho người tiếp tục. Nếu không lại khó kết thúc. muốn ngăn cản ta ngươi ngăn cản nổi sao thôn phệ ngươi hóa thành tổ viên chất dưỡng thần ta đồng dạng có thể tiếp tục thuế biến không thân vô địch sừng sững tại thiên đạo đến kiếm không thân ngươi quả thật bước tới một bước cảnh giới đó rồi sắp chạm đến lĩnh vực ta đã quá khinh thường ngươi rồi hôm nay người ta ở giữa tất có vẫn là người tuyệt lâm ngăn cách hết thảy thuế biến ở chỗ này cho dù là tổ thần chân thân giáng lâm cũng sẽ thụ vô tri ảnh hưởng lâm và bị động ha 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 anh mộ trường thanh hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút vô tri chúng vô tận tuế nguyện mưu đồ chi thành quả bắt trước thì ra là thế Ngươi từng đi qua vô số lần, nối theo cái quy tắc tổ bản gốc thế con đường. Thành công số lần nhiều không cách nào tính toán. Hôm nay ngươi liền cùng không kề vai chiến đấu, thôn phệ hết hắn về sau ngươi liền có thể triệt để dung hợp. Chân chính tránh thoát tổ viên trói buộc. Bắt trước cuối cùng chỉ là bắt trước, tới đi để ngô nhìn xem đến cùng ai ai mạnh ai yếu. Để ta có thể xem một chút như thế nào.